Con gái bị chê xấu giống mẹ, vợ Hoàng Anh tức điên người xù lông chửi, trả thù ngay lập tức. Trước đây khi bị chê về ngoại hình, bà xã Hoàng Anh đều nhẫn nhịn, nhưng đụng chạm đến con gái thì lại là một chuyện khác. Kể từ khi quyết định yêu và kết hôn với nhau, Hoàng Anh và bà xã Quỳnh Như đã phải nhận những lời chê bai của cư dân mạng vì ngoại hình khác biệt. So với ông xã thì Quỳnh Như bị cho là kém sắc hơn, bỏ mặc những lời đàm tiếu ngoài tai, cặp đôi vẫn sống hạnh phúc và có một cô công chúa nhỏ vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên mới đây bà xã Hoàng Anh đã vô cùng tức giận khi đọc được một bình luận khiếm nhã của một tài khoản Facebook lạ về con gái của mình. Quỳnh Như xù lông đáp trả lại trên trang cá nhân của mình và nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Trước đây khi bị chê về ngoại hình, bà xã Hoàng Anh đều nhẫn nhịn, nhưng đụng chạm đến con gái thì lại là một chuyện khác. Quỳnh Như bức xúc lên tiếng, trên đời này cũng có những thể loại này nữa sao cả nhà, mặt nhìn cũng được mà sao mở miệng ra như gì. Từ lúc bắt đầu chơi Facebook đến giờ, mình quan niệm là chỉ để lên những hình ảnh vui vẻ, chứ không để bất cứ điều gì không vui hoặc chửi ai trên đây hết. Kể cả khi nhiều người nhắn tin chửi mình vì những chuyện không đâu, mình cũng đều chọn cách im lặng, nhưng mà đụng đến con gái mình thì mình không để yên đâu Bani, Nguyễn Hoàng Anh. Gửi lời mời kết bạn với mình không được rồi quay sang chửi, đúng là. Khoe ảnh con gái lên trang cá nhân thì có người để lại bình luận khiếm nhã về nhan sắc của con gái, khiến Quỳnh Như vô cùng tức giận. Không chỉ đáp trả mà bà xã Hoàng Anh còn đăng hẳn trang cá nhân của người đó lên để giằng mặt. Dưới phần bình luận, nhiều người an ủi và động viên Quỳnh Như không phải bận lòng vì sự ganh tị của người khác. Sau khi kết hôn không lâu, Hoàng Anh và bà xã chào đón sự xuất hiện của con gái đầu lòng vô cùng đáng yêu và dễ thương. Cô bé có tên là Onbi, hiện đang sống ở Mỹ cùng mẹ. Vẻ ngoài xinh xắn của cô bé. Nhiều người nhận xét cô bé được thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Thi thoảng có thời gian rảnh, bà xã Hoàng Anh đều đưa con gái về Việt Nam thăm gia đình. Đức Thịnh, Thanh Thúy hay khóc và ghen tuông, tôi phải tắt điện thoại sau 10 giờ tối. Trong chủ đề ghen tuông hay chiếm hữu, chương trình Sao Hỏa Sao Kim, Đức Thịnh đã có những bực mí bất ngờ về Thanh Thúy, như là lúc cô mang thai. Đến với chương trình Sao Hỏa Sao Kim, cặp đôi khách mời Buka Diệp Tiên đã có những quan điểm cực kỳ khác nhau đầy thú vị. Đối với nữ diễn viên, phía chị em hay ghen tuông hơn đàn ông, cũng bởi vì đàn ông hay ngoại tình, gọi điện thoại cũng không hề bắt máy, nên sẽ khiến phụ nữ dễ suy nghĩ và bận lòng. Thế nhưng Diệp Tiên lại phản pháo, phụ nữ hay ghen vô tội vạ, chỉ cần bấm là ảnh cô nào trên Facebook thì sẽ ghen ngay lập tức. Vô tình mở lời cho bạn gái mình tấn công, Buka đã khui ngay chuyện Diệp Tiên thường xuyên vào Facebook bạn gái cũ để theo dõi, khiến anh chàng chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Điều thú vị ở cặp đôi này chính là cách xử lý tinh tế mỗi khi ghen tuông và giận dỗi. Không cần phải nói những lời nặng nhẹ, Diệp Tiên luôn bị Buka nấu cho hàng loạt những món ăn ngon, khiến anh chàng không thể kìm lòng được nên cứ tăng cân mỗi ngày. Dù miệng vẫn cứ than vãn, nhưng vẫn không quên rải thính với Buka rằng bản thân mình rất hạnh phúc mỗi khi nhận được hình phạt ấy. Cả hai không ngừng trao nhau những lời ngọt ngào trước mặt Trấn Thành, khiến nam MC phải ghen tị vì không hề có vợ mình xuất hiện bên cạnh để được nói lời yêu thương. Một trong những điểm nhấn nổi bật của Sao Hỏa Sao Kim chính là đội trưởng Đức Thịnh. Trong suốt chủ đề của chương trình thì những câu chuyện bên lề của gia đình Đức Thịnh Thanh Thúy luôn được đưa làm biểu mẫu. Không nằm ngoài dự đoán, với vấn đề ghen tuông thì không thể bỏ qua nhân vật cô Thúy của Đức Thịnh. Tâm sự với Trấn Thành trong thời gian mang bầu, Thanh Thúy trở nên nhạy cảm và hay khóc, lo sợ Đức Thịnh nói chuyện với bất kỳ cô gái nào. Mỗi khi điện thoại chồng sáng đèn, Thanh Thúy sẽ hỏi han tới tấp. Cuối cùng cách duy nhất giải quyết vấn đề của Đức Thịnh chính là tắt luôn điện thoại sau 10 giờ tối để không phải nhận bất cứ tin nhắn của ai nữa cả. Sự quản lý của Thanh Thúy còn chặt chẽ hơn, nếu Đức Thịnh muốn bùng lên đổi mật khẩu Facebook để có quyền riêng tư thì cũng phải được xác nhận qua điện thoại của Thanh Thúy. Lâm Chấn Khang vay Phạm Trưởng 400 triệu đồng để cưới vợ và cái kết bất ngờ. Sau màn cầu hôn bạn gái 15 năm, Lâm Chấn Khang đã có màn thử lòng người bạn thân Phạm Trưởng khi hỏi vay 400 triệu đồng khiến anh có phản ứng bất ngờ. Không chỉ tặng bạn gái hot girl chiếc xế hộp tiền tỷ, nam ca sĩ Lâm Chấn Khang còn làm một điều mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn từ bạn trai của mình. Anh chàng đã bất ngờ quỳ xuống cầu hôn bạn gái cùng với chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy. Sau màn cầu hôn bạn gái hot girl, mới đây Lâm Chấn Khang tiếp tục đoạn clip thử lòng Phạm Trưởng vay tiền cưới vợ, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem của cư dân mạng. Cụ thể, ông Hoàng YouTube mong muốn vay bạn thân là 400 triệu đồng với mục đích làm đám cưới. Trong đoạn clip này, ông vua miền Tây gọi điện thoại đầu tiên cho người em thân thiết Phạm Trưởng.
Ngay lập tức phạm trưởng tỏ ra bán tín bán nghi. Lâm Chứng Khang đưa ra thêm các lý do để thuyết phục, do kẹt tiền để đặt cọc nhà hàng, chuẩn bị cho đám cưới, đồng thời hứa hẹn một tuần sau sẽ trả đủ. Sau một hồi ấp ứng, phạm trưởng xin gác máy để hỏi ý kiến bà xã của mình. Ngay sau đó anh liên hệ lại Lâm Chứng Khang và cho biết chỉ cho mượn được 300 triệu đồng vì sắp Tết cùng với việc đang thực hiện nhiều dự án nên không có nhiều tiền cho vay được. Nam ca sĩ đồng ý vay 300 triệu từ phạm trưởng. Không chỉ vậy, 15 phút sau phạm trưởng xuất hiện và mang theo số tiền mặt đưa cho bản thân. Câu chuyện trở nên kịch tính khi Lâm Chứng Khang gọi điện cho một người và trao đổi câu chuyện liên quan đến cá độ bóng đá. Nghe được, phạm trưởng lo lắng vô cùng. Khi Lâm Chứng Khang cho biết anh cá độ bóng đá thua 500 triệu đồng nên vay 300 triệu trả trước chứ không hề làm đám cưới gì cả. Khi nghe điều này, phạm trưởng giật lại túi tiền và nói với người anh của mình: "Nếu anh cần tiền cưới vợ thì em sẵn sàng, còn cá độ thì em không ủng hộ." Phạm trưởng khiến người xem cười ngất khi nói: "Không có tiền trả lại vợ là em bị chửi chết." Sau đó các camera giấu kín xuất hiện trong đoạn clip này, phạm trưởng mới biết mình bị người anh thân thiết chơi xỏ. Phạm trưởng cũng khẳng định sẽ có ngày trả thù lại Lâm Chứng Khang vì anh dám lừa mình. Chuyện tình yêu của Lâm Chứng Khang và bạn gái người gốc Hàn Quốc khiến fan vô cùng ngưỡng mộ. Cách đây vài ngày, nam ca sĩ đã cầu hôn bạn gái trong dịp tại tiệc thân mật dành riêng cho cô. Hai người yêu nhau cuối cùng đã chính thức thuộc về nhau. Chúc cho cặp đôi sẽ luôn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Giữa lúc cả nước ăn mừng chiến thắng, Hoàng Bách, Fischer chê xối xả tuyển Việt Nam, nhất là Văn Lâm. Nhiều người cũng phải tán thành sau khi đọc những lời nhận xét thẳng thắn của Hoàng Bách về tuyển Việt Nam. Vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một trận đấu thành công khi giành chiến thắng 2-0 trước Yemen nhờ các pha lập công của Quang Hải và Ngọc Hải. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để những ngôi sao vàng giành vé đi tiếp. Tuyển Việt Nam vẫn cần chờ kết quả ở lượt trận cuối tại bảng E và F để biết có thể vào vòng 1/8 hay không. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, rất nhiều sao Việt đã lên tiếng chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Đại Nhân động viên các cầu thủ đã làm hết sức trong trận đấu vừa qua. Chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam, các em làm tốt lắm. Đã cố hết sức rồi, còn lại chuyện gì tới sẽ tới. Giữa lúc cả nước ăn mừng chiến thắng, thì Hoàng Bách lại đi ngược với số đông, bất ngờ lên tiếng chê thẳng thần tuyển Việt Nam trên trang cá nhân. Nam ca sĩ nhận xét, theo các bạn thì thế nào chứ với tôi thì trận này đội tuyển Việt Nam chơi không tốt bằng thường lệ, nhất là khoảng 60 phút đầu. Tất cả các cầu thủ đều chơi dưới sức, chuyền và đỡ bóng hỏng rất nhiều, lóng ngóng. Người chơi tạm ổn là Quang Hải cũng thực sự không nhiều ý tưởng cho các đường bóng của mình. Có lẽ Trường và Hải thực sự rất khó đá chung với nhau ở giữa sân. Kèm thêm có thể có những vấn đề nho nhỏ về tâm lý thi đấu của đội hình. Ngoài ra, thể lực có lẽ cũng đang là vấn đề sau một năm thi đấu với cường độ khủng khiếp của các cầu thủ. Thực sự Yemen thua trình độ Việt Nam khá nhiều, họ chỉ cỡ Myanmar thôi. Nhưng hàng tiền vệ Việt Nam trước phút 60 không hoàn toàn áp đảo về cầm bóng, trong khi hàng thủ không thực sự chắc chắn. Người thể hiện rõ nhất là sự lúng túng chính là Văn Lâm, cậu ấy ra vào không ổn chút nào trong trận này. Hai bàn thắng được ghi từ những quả phạt thực sự là quý giá trong một trận đấu. Mà cơ hội ăn bàn ít ỏi như thế này nhưng lại là quá đáng tiếc cho một cơ hội đi tiếp đã quá rõ ràng nếu chúng ta có thêm chỉ một bàn thắng. Chiến thắng 2-0 dù sao cũng cực kỳ đáng tự hào cho lần trở lại sân chơi châu Á của bóng đá Việt Nam. Dù cho kết quả cuối cùng có là thế nào, thì sau lượt trận đấu cuối cùng của các bạn khép lại, rõ ràng chúng ta đã có một giải đấu tốt, đã đúng sức và có được vị trí đúng với trình độ của mình. Trình độ của một đội bóng tầm trung châu Á, một nước thang mới cho bóng đá nước nhà, một thành quả đáng tự hào của tất cả chúng ta. Cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo, cảm ơn các cầu thủ đã tiếp tục cống hiến những khoảnh khắc thú vị đến người hâm mộ. Dù những cảm xúc thì rất khác so với Thường Châu hay AFF Cup, cùng chờ và cầu nguyện cho cơ hội đi tiếp của chúng ta. Trọng tài bắt trận này rất tốt. Theo Hoàng Bách, Xuân Trường đã chơi không thực sự tốt ở lượt trận gặp Yemen. Năm cầu thủ có nhiều pha chuyền và đỡ bóng hỏng rất nhiều, lóng ngóng. Bên cạnh đó, vấn đề thể lực của Xuân Trường cũng là một điều đáng lo ngại. Hoàng Bách cho biết người chơi tạm ổn là Quang Hải cũng thực sự không có nhiều ý tưởng cho các đường bóng của mình. Đặc biệt thủ môn Văn Lâm là người khiến Hoàng Bách thất vọng nhất. Hàng thủ không thực sự chắc chắn, người thể hiện rõ nhất sự lúng túng chính là Văn Lâm. Cậu ấy ra vào không ổn chút nào trong trận này. Ngay khi vừa đăng tải, dòng trạng thái của Hoàng Bách nhận được sự chú ý và tán thành của đông đảo cư dân mạng. Diễn viên Thanh Bình cũng cho rằng Văn Đức, Hồng Duy và Công Phượng cũng đá không hiệu quả trong trận đấu quan trọng này. Tuy nhiên, bình luận viên Anh Ngọc lại bên là cho các cầu thủ đã mệt do lịch thi đấu dày đặc nên mới bị xuống sức. Chiến thắng 2-0 trước Yemen đã giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm đầu tiên tại ASEAN Cup 2019, nhưng vẫn chưa đủ để chắc chắn có vé vào vòng 1/8.
Cuộc sống của năm chú tiểu sau khi giành chiến thắng tại thách thức danh hài thay đổi như thế nào? Thầy Nguyên, người đã dìu dắt các chú tiểu nhóm Bồng Lai chia sẻ, cuộc sống của các bé sau chương trình thách thức danh hài có nhiều sự thay đổi. Năm chú tiểu của nhóm Bồng Lai từng gây sốt trong tập 8 thách thức danh hài khi chinh phục hai giám khảo là Trấn Thành, Trường Giang để nhận phần thưởng 100 triệu đồng. Tiếp tục nhận lời tham gia đêm gala 2, năm chú tiểu đã mang lại cho khán giả và giám khảo tiếng cười sảng khoái bằng cách diễn xuất tự nhiên cùng những câu nói đầy ngô nghê nhưng cũng gây nhiều bất ngờ. Cụ thể, vẫn sử dụng câu chuyện đi thỉnh kinh, lần này bốn thầy trò Đường Tăng gặp phải một con cọp giữa đường. Dù giây trước vừa dặn dò Ngộ Không không được sát sinh, nhưng khi bị cọp bắt, sư phụ tên Phát Tâm lại vội vàng cho phép đệ tử được sát sinh đi để cứu mình. Chính điều này đã khiến Trấn Thành, Trường Giang cười nghiêng ngả và giúp nhóm thí sinh trình trọn giải thưởng 150 triệu. Vẫn chưa thỏa mãn với những tiết mục đầy hài hước đáng yêu của thầy trò Đường Tăng, hai danh hài Trường Giang, Trấn Thành năn nỉ nhóm thí sinh thi tiếp và hứa sẽ đề nghị chương trình tặng thêm tiền thưởng. Quyết định chơi tới bến, năm chú tiểu thể hiện liên tục 5 tiết mục nữa và xuất sắc chinh phục được giám khảo lẫn khán giả tại trường quay. Như vậy, năm chú tiểu nhóm Bồng Lai đã nhận được giải thưởng 150 triệu đồng, cùng 50 triệu đồng cho 5 tiết mục tặng kèm, nâng tổng giải thưởng lên đến 200 triệu đồng, một giải thưởng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử năm mùa thách thức danh hài. Qua tìm hiểu được biết, năm chú tiểu có tên lần lượt là Pháp Tâm, Trí Tâm, Nghi Tâm, Ngọc Tâm và Minh Tâm. Có bé bị bỏ rơi ở viện, ở cổng chùa và cũng có cả trường hợp bé có người thân nhưng gia đình không có điều kiện nuôi dạy nên đem gửi vào chùa. Hiện tại cả năm bé đều đang sinh sống học tập hàng ngày ở một tỉnh thất nhỏ Long An. Nơi đây có điều kiện vật chất khá đơn sơ, giản dị nhưng luôn tràn ngập sự bình yên và tiếng cười. Mỗi ngày năm chú tiểu được tạo điều kiện tốt nhất để rèn luyện tinh thần và thể chất. Sau hai đêm thi nhận được giải thưởng cao, thầy Nguyên, người đã dìu dắt các chú tiểu nhóm Bồng Lai chia sẻ, cuộc sống của các bé có nhiều sự thay đổi, các bé vui vẻ hoạt bát hơn, năng động và sốc rất tích cực. Sắp tới, tất cả những đứa bé này đều sẽ được đến trường, được học hành tử tế như bao bạn cùng trang lứa khác. Số tiền thưởng từ chương trình thách thức danh hài sẽ dành trọn để hỗ trợ cho các em vui chơi giải trí. Bên cạnh đó là hành trang để các em được trưởng thành và có cuộc sống trọn vẹn hơn.